bây giờ bắt đầu nấu nước lẩu các bạn nhá. Đấy luôn. Món này chi phí rất nhỉ, bao nhiêu là tính cả chân rổ. Nấu nước lẩu các thứ các kiểu luôn. Thịt tay này, thịt bò này, lấy ra cho anh ngâu nước đi. Đảo mẻ cái kia lên. Nấu như kiểu nấu lẩu chua ấy, mẻ nhiều mẻ nhé mọi người nhé. Nấu như nấu lẩu chua thì lấy cái nước này ăn ăn sống với con ăn coi như là ăn gỏi con mọi thứ đấy, cho mau đi ăn gỏi luôn. Để đấy còn em chẳng gọi là em xấu đâu. Chứ anh gọi một lần rồi không luôn nhỉ. Không anh gọi ăn xấu. À thế nhỉ. Anh nổ cơ. Dúng. Dúng. Đó. Chân giò này. Các thứ các kiểu các vị luôn nhá. Rồi lẩu đặc biệt luôn đấy. Hơi ngon luôn đấy. Mùi riêng. Làm tí vitamin vô gâu rồi. Riêng mẹ. Cốp luôn kìa. Ngon các bạn. Đấy, tí nữa chỉ đảo qua xong rồi cho nước vào nữa là thành một nồi nước lẩu. Gọi là nồi lẩu con mẻ, đúng mẻ đấy. Cực kỳ tuyệt vời luôn. Nước đây mà. Ngon rồi. Đó, mạnh bằng. Mạnh chua còn ngon. Con mẻ nấu cái này mà om món gì cực kỳ ngon luôn. Thêm nước đi, nhiều nước vào. Đủ nước lẩu. Một bát nữa nhé. Ok nhá, bây giờ sẽ chuẩn bị vào để chén cái món ngọt chít cho mọi người nhá. Lẩu ạ xít. Cứ cho nước xong rồi om ở đây khoảng tầm 15 phút nha. Đấy. Cho nước vào xong om khoảng tầm 15 phút nhá. Ok. Món này sẽ là món thưng nhúng mẻ. Bọ xít nhúng mẻ. Ok nhá mọi người nhá. Bây giờ sẽ bắt đầu ăn lẩu bọ xít. Đây. Không biết là nó sẽ như thế nào. Mình nghĩ là vào nước nó sẽ hằng lắm đấy. Cho một ít một thôi. Đấy, cho nó để thưởng thức trước. Đây này, anh bảo nước chua. Cho cái này vào bát này, dứa nước lên, nước sủi. Đây, làm tí cái này vào này. Giọt chuối vào, nước sủi. Chuối lẩu rồi ạ. Ây ạ. Ây. Dúng lên, thôi được. Tí nước ăn. Xem nó ngon không nhá. Đấy, cho món đấy thử chút. Anh cho em xin nước chua em ạ. Nước chua. Nước chua cả dầu chuối. Đấy, thử con em. Ăn sống à? Ăn sống. Làm lại con vào. Thấy ngày chơi với mình cũng ăn rồi mọi người ạ, nhưng mà nhưng mà đây đấy thấy không thấy ngon lắm. Thử mấy cái này cho ngon không? Tại vì cứ xem người ta ăn ấy. Cái gì mình cũng muốn thử nhỉ. Món này chắc không phải mời mọi người đâu. Tại vì không ai thích ăn. Nhưng mà hôm trước Địa Long người ta thử mà mời chả thử. Sao? Ngủ cánh cất. Ăn ngon quá. Không biết. Thế này rửa ấy. Để ta vào thử. Thế mày thử nó cái trong này đi xem cái nào ngon hơn. Cái này thì chín rồi. Cái này thì chín rồi này. Thử nó cái trong này xem. Chín rồi, chín một lúc á. Chín rồi. Chín thoải mái thì cái con này thì nào mà để chín một lúc. Không. Hả? Để chín trứng ấy. Chín rồi. Rồi cho chín thoải mái một lúc nhá. Lẩu bọ xít. Ăn sống này thì nó cái vỏ nó không được giòn như kiểu rang rồi nhỉ. Rang vỏ giòn á. Thơm á. À. Ăn sống thì
thì lại gặp con hôi nhiều hơn. Đây đây, đây cho mình cái bát này, mình mới bỏ cái bát này đi, cái sống bỏ đi, sống đổ vào đây. Đúng đấy. Đấy, phần này là ăn chín uống sôi nhé mọi người nhá, đây. Ấy, mới là mọi người nhá, ui, con này có trứng luôn này, trứng nó vòi lên này, trứng chín rồi đấy. Chín rồi đấy. À. Bảo ơi, thơm. Nhưng mà mất tự vỏ nó dai. Đúng chưa? Lỏ. Còn gì bên trong vẫn như kiểu giang á. Vẫn béo. Như kiểu giang. Nào. Nhưng mà ăn kiểu lỏng này hay phải nhả bã. Nhả bã. Nó ăn được vỏ. Nó dai. Được rồi. Cho vào. Mất được nó cốt rồi. Ấy đây 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 đây. Còn này đây. Cốt này. Ui dồi, lẩu bọt xít anh em ạ. Ai đã từng ăn cái món ác chiến rồi chưa? Nó ăn lẩu chắc nó dai hơn. Dai, cái vỏ nó mềm, nó dai đi mà. Ăn trống hôm nay còn dễ ăn hơn. Chắc vì cái vỏ nó giòn hơn. Giang nó giòn nữa. Mùi vừa có mùi mẻ này, mùi riêng mẻ này. Và mùi hăng hăng của quả xít. Gì ấy? Em quả chỉ muốn được cay quá. Cay ăn như mụn tạt chứ có gì đâu. Mà nó hăng á. Ừ đấy. Mùi hăng thế cái con nào mà hăng vào nồi lẩu hỏng hết nồi lẩu. Không, đấy. Nó bị có vào một con thôi. Hả? Ừ cho nó chín đã. Ăn... Anh đổ tất vào nhỉ? Nửa. Rau, cho rau đấy vào anh. Chín thì nó chín rồi, cho rau chín vào nhá. Cho cái ngạch. Đây mà có tí vitamin gâu gâu thì đúng rồi. Tí vào để đến lâu lâu ấy, ăn ngọt. Có tí vitamin gâu gâu mà thả ra đây nhá. Đúng cái lời lẩu chua này ăn thì cháu biết chưa. Máy đi. Làm cái chân rồi. Đấy, mình ăn chân giò nó vừa sữa. Mình sẽ cũng thử một... dài lắm. Đấy, chưa mình cũng thử cái món lẩu xít một tí nhá. Đây nha anh em nhá. Bốn con mình. Mấy em con. Đấy. Mình thử xem Mao Đệ nó bảo là ngon thật không nhá. Ừ. Lẩu bọ xít mời tất cả mọi người nhá. À. Vỏ nó bã lắm, anh đừng vạt tất thế. Không thì ngon cay là không đỡ được rồi. Mà. Gì ăn cay? Gì ăn cay chắc chắn luôn. Hơi hay hay thôi. Đấy, nhìn mạnh, nhìn biểu cảm à. Cũng ngon, cũng béo đấy. Ôi, anh được một bát này có những một con cái cũng ngon béo cũng béo nhưng mà vỏ nhát ăn rồi nó nhát vỏ quá nó không được như là chiên lên chiên giòn lên đấy xong rồi rắc muối vào với lá chanh vào ngon hơn giòn hơn ăn này thì phải nhả bã. Toàn bã ăn này thì lại phải nhà bã thịt nuốt hết nhưng thịt chất ở trong béo không béo ăn sống ngon hơn đúng không ăn sống thì ở bên trong nó không béo bằng không hả không béo bằng lẩu đâu mình thử một con ăn sống nhá để con nào ngon con cái nào mấy con của chúng này đây thì đây một con cái này bà mấy gần 40 tuổi đầu hai không biết cái nào ăn cải tao hỏi thì xem mày thế nào đi chị đây là con sống nguyên nhá mọi người nhá rồi ăn tí bổi có đó béo nhưng mà tức nhỉ tức lắm rồi ạ kiểu đang ngon ấy đang ngon đây phải nhả ra nó bã. Đây là hai con sống nha mọi người nha.
ăn sống nó hăng hơn. Không béo à? Thỉnh thoảng là con cây nhị nhị ngon đấy, dễ thèm đấy. Cảm giác nhiều vị đặc sản. Bạn lắm. Vẫn nuốt được vỏ luôn nếu mà mình nhai lâu, nhưng mà sự cái lúc mà hậu sau ăn đấy, hậu sau ăn rồi nhỉ. Là lúc đi ngoài ấy, trước đi bỏ nó mà bỏng quá. Món này để mà nói ấy, ngon nhất vẫn là rang, xong cho lá chanh vào, đấy, muối mắm vào, úi dồi, thơm giòn, ăn giòn, tan ra thì ngon nhất. Còn nấu theo kiểu này ấy, thì nó kiểu gì nhỉ? Bà chết mẹ rồi, nhúng ngứa mồm. Con này nó ít người dị ứng lắm mà anh cũng bị dị ứng. Thôi thôi, ngứa mồm này anh em ạ. Hầu hết là không ai dị ứng đâu mà. Để mà nói con này ngon nhất là rang, còn lẩu thế này không ăn thua. Lẩu này không ngon, nó bã lắm. Màu đây thì vẫn chén thấy cảm thấy nó béo nó ngon, nhưng mà mình thấy nó bã lắm. Không ngon mà mình rang luôn. Ngon nhất vẫn phải là rang. Ăn nhai hết đi xong mút nước ngọt. Đấy, mình vớt lên. Vớt ra, Đấy, con này cay như mù tạt luôn. Mù tạt là sốc lên não, cái này là sốc vào trong họng. Nồi lẩu bọ xịt. Bọ xịt o mẻ. Ngon thôi rồi. Mày mà là vàng hết, phát này mình tin được. Nó bã luôn. Thử lấy là bọ xịt giam nhá. Uầy. Đã hết luôn. Này mà xay ra làm gì nhỉ? Làm à? Canh riêu. Ê. Không, canh. Sao ấy? Ủa nó cua, béo hơn cua. Sao làm nồi lẩu canh riêu bọ xịt? Đẳng cấp luôn. Thật mà. Nhưng mà mẹ từ từ thế. Vâng, nước sạch sẽ rồi. Hay là bây giờ xay ra vắt lấy nước cho vào đây nhỉ? Đó. Cháu làm đàng hoàng. Xay ra, mình xay ra. Mấy hôm nữa trứng nó nhiều ấy. Nó bẹ trứng ấy. Xong rồi xay ra là mình béo nữa. Xay ra lấy cả bã cái nước cho vào đây thì cháu ăn ngon. Thế nhưng mà mấy hôm nay nó chỉ là đang lấy giống nên ít con chửi. Mình thấy thì nó không ngọt như kiểu cua hay đấy cả. Nhưng mà nó béo hơn. Béo mà. Không, hay là mình thì không khoái khẩu cái món này, thế nên là thế nhỉ. Đây, đây. Chẳng thích cua thế nào luôn. Đệ trứng này. Từ cua ăn đấy. Dị ứng. Đây, cho món đệ nuôi luôn. Thích chọn món nào chọn, mình không khoái khẩu cái món này. Mình không khoái khẩu cái món này lắm. Đấy. Úi dồi. Duyệt. Duyệt không? Quá đẳng cấp. Mà đệ thì không thích mấy cái món đồ ăn vặt, ăn nhanh ý. Cả sáng cái chê nào. Xúc xích, bim bim các kiểu. Ăn mấy loại con trùng ngọt, béo. Ấy, cái con bọ ngựa chúa đâu? Ừ, đúng rồi. Bọ ngựa chúa em rồi. Đây. Cắp đi. Đấy. Bọ ngựa nhá. Bọ ngựa mọi người ơi. Này. Hai quả kiếm của nó này. Xôi. Hai quả kiếm ấy. Mà đây gọi là bọ ngựa chúa tại vì nó có cái bành hai bên này, bành to mà khi bành nhỏ. Béo. Bọ ngựa thì ăn béo chua chua. Chua là do nước lẩu. Không. Mà kia cũng thế. Ừ, người nó làm gì chúa. Người em ăn lên. Nhưng con càng chửa, to càng chua. À, nó có axit ở trong. Không biết, chua chua ấy. Em ăn tuổi rồi.
Đây, Mao Đệ nó tuyên bố một câu xanh dởn: ai ăn được cái gì nó ăn được cái đấy. Thế mà hôm nọ trừ người ta được run, nó thấy anh phải ăn gì ăn mà hôm trước tao nấu rõ ngon lại bỏ. Mày biết tao mất bao nhiêu công, mình mất bao nhiêu công để nấu cháo địa long cho Mao Đệ, hóa xong người không bỏ phí, thấy người ta ăn chữa bao nhiêu bệnh đó.